Thưa quý vị, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024. Đó là nội dung được đề cập tại nghị quyết số 42/2023 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo nghị quyết, các mức thuế bảo vệ môi trường như sau: xăng trừ ethanol 2.000 đồng một lít, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn 1.000 đồng 1 kg, dầu hỏa 600 đồng mỗi lít. Mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 được thực hiện theo quy định tại mục 1, khoản 1 điều 1 của nghị quyết số 579/2018 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã vận hành ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động trong toàn ngành. Việc vận hành ứng dụng trên nhằm tự động hóa trong khâu phân loại hồ sơ hoàn thuế, điện tử hóa các bước giải quyết hồ sơ hoàn thuế, từ đó đẩy nhanh công tác giải quyết hồ sơ cũng như kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa rủi ro trong công tác quản lý hoàn thuế hiện nay. Tổng cục Thuế đã ban hành quy định hoàn thuế mới và bộ tiêu chí áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Đồng thời, ngành thuế đã xây dựng và triển khai vận hành ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động trong toàn ngành từ ngày 28 tháng 10 năm 2023 nhằm tự động hóa trong khâu phân loại hồ sơ hoàn thuế, điện tử hóa các bước giải quyết hồ sơ hoàn thuế, từ đó đẩy nhanh công tác giải quyết hồ sơ cũng như kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa rủi ro trong công tác quản lý hoàn thuế. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 quy định về lệ phí môn bài. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp xác định bậc và mức nộp lệ phí môn bài tương ứng. Cụ thể có 3 mức nộp là vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, 3 triệu đồng một năm, từ 10 tỷ đồng trở xuống 2 triệu đồng một năm, chi nhánh địa điểm kinh doanh tổ chức kinh tế khác, cửa hàng, địa điểm kinh doanh 1 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, khi áp dụng các giao dịch thuế điện tử và hóa đơn điện tử, các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ chế để đối chiếu, phát hiện và phòng ngừa tốt hơn so với việc sử dụng chứng từ giấy, hóa đơn giấy. Đặc biệt khi giao dịch qua mạng hoặc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tăng tính minh bạch trong các giao dịch, doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn một cách nhanh chóng, khách hàng thì kiểm tra ngay được thông tin của mình. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chia sẻ, thời điểm này doanh nghiệp đã dần quen với việc thực hiện các giao dịch thuế qua mạng cũng như xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng thay vì trước kia phải viết hóa đơn giấy. Áp dụng công nghệ thông tin vào các giao dịch thuế đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí. Bây giờ có cái công nghệ thông tin mà tích hợp như thế này á, thì nói chung thời gian đầu thì nó cũng hơi bị, nó không được thông suốt, cũng hơi bị lòng còng. Nhưng mà cũng được sự hướng dẫn của các bộ cơ quan thuế nhập xuất kịp thời cho khách, không phải chờ đợi như trước đây nữa. Rồi là coi như là cuối ngày hay này kia thì mình tổng hợp, mình báo một cái là coi như là khi xuất ra thì nói chung là tích hợp trong đó là báo được, nắm được cái số tổng số, rồi đồng thời bên cơ quan thuế cũng làm về thì cơ quan thuế cũng nắm được luôn. Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thuế bằng nhiều hình thức, nhất là sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 100% doanh nghiệp giao dịch thuế điện tử. Đây cũng là mục tiêu của ngành thuế hướng tới quản lý thuế hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế. Hai ứng dụng eTax Mobile giúp cho người nộp thuế có thể dễ dàng thao tác trên điện thoại. Cục Thuế Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi số để hỗ trợ các tổ chức, hộ kinh doanh cá nhân, kinh doanh hàng hóa dịch vụ để dễ dàng mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các giải pháp phần mềm. Qua đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường giám sát của cơ quan chủ quản đối với các đơn vị cũng như là hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thì đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế thông qua các kênh thông tin chính thức và các buổi tập huấn hội nghị.
Cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ ngành thuế đã đổi mới một cách toàn diện, thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế cũng như các giao dịch thuế qua mạng, giúp thông tin được minh bạch trên môi trường mạng. Người dân và doanh nghiệp mà đánh giá rất cao việc của Tổng cục Thuế, ngành thuế đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cái đề án 06 của chính phủ. Với đề án 06 thì yêu cầu là áp dụng các cái công nghệ thông tin, các cái giải pháp để làm sao mà tạo mọi các cái điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi mà thực hiện các cái thủ tục, các cái tờ khai, các cái nghĩa vụ liên quan đến ngành thuế. Vấn đề nữa là tăng được cái tính minh bạch của các cái giao dịch khi mà chúng ta áp dụng cái tờ khai về điện tử. Một phần nữa là các cái ngành quản lý, đặc biệt là ngành thuế, sẽ trở nên là đơn giản hóa các cái thủ tục quản lý hơn. Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data vào quá trình quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế. Đây chính là mục tiêu của toàn ngành thuế đẩy mạnh triển khai trong năm 2024, góp phần tăng tính minh bạch trong các giao dịch thuế điện tử.